Chào tất cả các anh em bạn thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip là 11 cây cần tay. Cần tay này cần tay phíp nha mọi người. Cần tay là bằng phíp. Giá công khai là 200k. Phí ship là 30.000 cộng 30.000. Cây nào cũng vậy. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Rồi, đây là cây thứ nhất nha mọi người. Cây thứ nhất. Đây, cây này nó còn dính keo đây, cán bục da hay vậy. Đây, cây thứ nhất, một cây cần nội địa Nhật. Cái cần này là 4m5. Đây, 4m5 thu gọn là 58cm, nặng là 200g, đọt là 0,6 ly, độ cứng từ 1h đến 1h5, giá 200k cộng với 30.000 từ ship nha mọi người. Đây đọt nó, đây đọt nó dẻo rồi, có bàn. Cần này thì nó có chống nổ, nghe anh em báo cái này là chống nổ. Đây nó, đây nó, nó bọc, nó bọc đó. Anh em bảo con này là chống nổ. Đây, tháo lóng cho mọi người xem. Cây này ngoại hình nhìn còn khá là ok, không lỗi nha. Hàng em bán thì anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Nếu hàng ra anh em kiểm tra thấy lỗi thì anh em gửi cho em. Hàng ok thì anh em nhận. Tất cả các lóng đều ok hết. Đó, tổng cộng là 10 lóng. Còn khá là mới nha mọi người. Cần nguyên chin luôn, nguyên kiện luôn, không độ, không chế. Rồi, giá thiết cây thứ nhất 200k cộng ship, cộng 30.000 tiền phí ship. Cây thứ nhất 200k. Rồi, đây. Tiếp theo cây số 2 nha mọi người. Cây số 2 là cây cần, cái cần là 3m9. 3m9 thu gọn là 69cm, nặng 150g. Đọt là 0,6 ly, độ cứng từ 1h đến 2h, giá khoảng là 200k. Đây, cần này vẫn có chống nổ cần gì đó. Chả biết. À. Nói chung thì đọt cây, mấy cây này tầm 1h đến 2h thôi. Cho anh em câu cảm giác. Đọt này cứng hơn đọt kia chút. Thấy gì đó, đọt rất là nảy. Đó. Ngoại hình thì nhìn khá là ok. Em kiểm tra sơ qua thì nó không lỗi gì hết. Đó. Rồi, cây này lấy tích không được. Lấy không được, kéo này cho anh em xem. Nói chung cần về anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cái này mới hơn cây số 1 nha mọi người, mới hơn nhiều. Giá vẫn là giá 200k cộng phí ship là 30k tiền phí ship. Rồi 200k cây số 2. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 có chiều dài là 3m9. Mấy cây này thường là cây nội địa Nhật hết nha mọi người. Cây này mấy bạn càng bãi em đem về. Cân nặng là 70cm, cân nặng là 170g, đọt là 0,7 ly, độ cứng là từ 1h đến 2h, giá khoảng là 200k. Đó, càng có chống nổ. Đây, cây này khá đứt được. Cây cũng còn khá là mới. Này,
càng làm phíp đỏ cho mọi người đó. Còn khá là mới. Đây, lóng ngoài bị xước một tí nhưng mà mấy lóng trong còn khá là ok. Anh em về anh em tháo, anh em kiểm tra đàng hoàng, thằng lỗi thì anh em bỏ về cho em, trả cho em. Rồi, cây số 3 vẫn 200k. Rồi, đó là ba cây lóng ngắn, tiếp theo sẽ là những cây lóng dài. Đây, cây này là cây Kington hàng group nha mọi người. Đó. Chiều dài là 3m6, thu gọn là 1m102cm, nặng là 90g, đọt là 8 ly, độ cứng là tầm 2H đến 2H cử, giá công khai vẫn là 300k. Đây, có tem nội địa nha. Trước đây tí, nói chung mấy cây này nhìn khá ok, câu được bình thường, không lỗi. Đây, đọt nó đây, đọt nó khá là cứng. Chất liệu là phíp đỏ. Đây, cái này dính keo nha mọi người. Đó, soi mọi người coi kỹ luôn. Cần nguyên sinh nguyên kiện không lỗi. Cái này dính keo thôi, không ảnh hưởng gì hết. Giá vẫn là giá 200k. Đó. Tiếp theo vẫn là cây số 1, 2, 3, 4, 5. Cây số 5. Cây số 5 là cái cây có chiều dài là 3m6. Đó. Thu gọn là 100cm, nặng 160g. Đọt là 1 ly 9, độ cứng là từ 4H đến 5H. Cây này anh em như câu cá chê nè. Câu cá chê, câu cá cha cũng được. Giá quá là giá 200k. Đây, soi bề ngoài cho anh em xem. Em soi bề ngoài cho anh em xem. Nhìn khá là ok. Vẫn là cây này, cây kinh tôm nha mọi người. Hàng cốt gà đúc. Đây, thông số nó đây. Càng này còn khá là ok. Nói chung những càng này lên đây thì nó đều là không lỗi. Lỗi thì em bao lỗi. Phép đỏ nha mọi người. Đó. Độ cứng tầm 5 đến 4H, rất là cứng. Cây số 5. Đây, đọt nó đây. Đọt khá là cứng. Đọt nó 1 ly 8 đó. Rồi, tiếp cây số 6. Cây số 6 thì cũng giống như cây số 5 thôi. 3m6 được một cặp, 3m6 nặng 100cm, nó nặng 160g, dài thu gọn là 100cm, một đọt ly chính, độ cứng từ 4H đến 5H, giá vẫn là 200k, ngoại hình còn khá là ok, không lỗi, vẫn là phíp đỏ, đọt cũng như vậy. Cây số 5, cây số 6 này cũng còn khá là ok. Đó. Qua cho anh em coi luôn. Nguyên sim nguyên kiện, không lỗi, không độ, không chế. Đó. Giá đó là 200k nha mọi người. 200k cộng 30.000 tiền ship. Tiếp theo sẽ là cây
số số 7. Số 7 là chiều dài là 4,2 m, thu gọn là 95 cm, nặng 180 g, đọt là 0,7 ly, độ cứng là 2H, giá khoảng 200k. Cây này là một cây giả trúc, cán được quấn gỗ, quấn dây, quấn nhợ, nhìn khá là đẹp. Bề ngoài khá là ok, vì đây là cần bẫy nên không có chấp được cái độ xước sát của nó nha mọi người. Cái này độ đọt là 0,7 ly, độ cứng 2H. Khúc này là khúc đẩy ra để vô nó bị xước thôi. Khá là ok nha, còn khá là mới. Chiều dài 4,2 m. Khá là đẹp. Cái này chuyên cho nên là đi câu chép. Câu chép câu phi. Đọt khá là dẻo. Giá công khai. Giá công khai vẫn là 200k. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây này là chiều dài 4,5 m. Thu gọn 100 cm. Nặng là 260 g. Đọt là từ 1 ly 7, đọt 1 ly 7. Đọt cứng là 4H. 200k, giá là giá công khai 200k cộng ship. Cộng với 30k tiền ship. Đây, cây này đây, thông số nó đây. Nói chung cây này còn khá là mới. Nó chống nổ, chống gì đây. Đầu trên đây là bọc kim loại nha mọi người. Rồi. Lấy đứt thì không được luôn. Lấy đứt ra được thì cho nên xoay cái này. Đây, đọt 1 ly 7. Vì đọt 1 ly 7 nên có khá là cứng. Độ nảy rất là cao nha. Nói chung thì mấy khúc này không lỗi hết. Cái này còn khá là mới. Rồi, giá công khai vẫn là 200k cộng ship, cộng 30k tiền ship. Tiếp theo là một cây 45m4. Một cây giả trúc hàng phíp. Cây này là cây số 9. Khá là ok nha mọi người. Ngoại hình khá là ok. 5m4, thu gọn 105 cm, nặng là 200 g, đọt là 0,7 ly, độ cứng từ 1 đến 2H, giá là 200k. Anh em coi clip, anh em có đọc sai, anh em nhìn vô cái bảng đó và em có ghi cụ thể đó hết. Ở đây em giả chút hiếp đỏ khá là ok, 5m4. Nó đây ngoại hình của nó đây, đây phíp đỏ nha mọi người. Đó, chung này cái này còn khá là mới. Ở trên đầu thì bị dính bụi tí thôi. Cái này khá là ok. 0,7 ly thì độ cứng nó sẽ tầm 1 h 5 đến 2 h. Đây. Đó, đây là cái số 9. 5m4 nha mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là cái số 10. Cái số 10 là 4m5. Thu gọn là 90 cm, nặng 150 g. Đọt là 0,7 ly.
vẫn độ cứng từ 1 phát gửi đến 2 h, giá bán là giá 200k. Ngoại hình khá là ok nha. Nói chung mấy cây này nhìn khá là mới, giả trúc nhìn nó đẹp đẹp sao á. Mấy cây giả trúc này mà carbon á thì giá sẽ là giá rất là cao nha mọi người. Tiếp là phép đỏ đó, ngoại hình khá là ok. Đây đọt đây đó. Từ 1 phát cửa đến 2 h, đọt khá là nảy nha. Rồi cây số 10 có giá 200k, tổng 30k từng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 11, cây cuối cùng. Một cây 5m6, 5m4, 5m6 gì đó, 5m4, nặng là 105, thu gọn là 105cm, nặng là 250g, đọt là 0,7 ly, đọt cứng từ 1 hóc gữ đến 2 h, giá bán là giá 200k. Đây cây này nó dính sình khá là ok. Đây cây này vẫn là cây làm bằng thiếp đỏ nha mọi người, tất cả hàng em lên hôm nay là hàng thiếp hết. Khá là đẹp nha. Đó này. Rồi. Cây này có độ cứng là tầm 1 h đến 2 h. Này, khá dẻo. Năm mét tư. Rồi, đó là tổng cộng là 11 cây cần em ra cho mọi người hôm nay. Giá sẽ là giá 200k cộng 30k tiền ship nữa. Em sẽ đóng ống nước cho anh em kiểm tra hàng, ký thanh toán, nếu hàng lỗi anh em gửi về cho em. Rồi, cảm ơn anh em nhé.